Và Quỳnh Anh gọi mời tất cả quý vị chúng ta hàng đêm hãy đến đây ủng hộ cho câu lạc bộ Hát cho đời mẻ xanh quý vị. Ở đây chúng tôi luôn chào đón các quý vị với tấm chân tình và phục vụ ân cần. Xin cảm ơn chị. Lặng gió lùa
Và xin cảm ơn tất cả quý vị của mình.